Ở vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh, Manchester United đã để cho Tottenham Hotspur cầm hòa với tỷ số 2 đều, dù kỳ đỏ thành Manchester đã 2 lần vừa lên dẫn trước. Đây là lần đầu tiên Manchester United không thể thắng ở một trận đấu tại Premier League tại Old Trafford khi dẫn trước ở hiệp 1 kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2022. Dù không thể ám trọn vẹn 3 điểm, nhưng Manchester United vẫn đón nhận những tín hiệu tích cực đến từ tiền đạo Rasmus Højlund. Trước Spurs, chân sút người Đan Mạch đặt dấu giày vào cả hai bàn thắng khi có một pha lập công và một pha kiến tạo. Bàn mở tỷ số của Rasmus Højlund là bàn thắng sớm nhất tại Premier League của Manchester United tại Old Trafford kể từ tháng 12 năm 2020 vào lưới của Leeds. Cú đá bằng chân trái vào góc cao ngay từ phút thứ 3 cho thấy sự quyết đoán của chân sút này. Còn pha kiến tạo lại giúp cho những người hâm mộ của Quỷ Đỏ vui chẳng kém khi Højlund đã bắt đầu tìm được sự ăn ý với Rashford trên mặt trận tấn công. Chân sút người Đan Mạch đã phải chờ tới 15 lần ra sân để có bàn thắng ở Premier League, giúp cho Manchester United ngược dòng đầy ly kỳ 3-2 trước Aston Villa vào ngày tặng quà. Sau khi được mở khóa, Rasmus Højlund đã cung cấp thêm bằng chứng cho rằng cuối cùng thì anh cũng đã thích nghi được với những yêu cầu đặc biệt của bóng đá Anh và với những gì đã thiền trước Spurs, một bàn thắng và một pha kiến tạo cho Marcus Rashford thể hiện sự thay đổi đáng kể của bản hợp đồng mùa hè trị giá 72 triệu bảng của Manchester United khi Quỷ Đỏ ký hợp đồng với tuyển thủ Đan Mạch Højlund 20 tuổi từ Atalanta với mức phí cao như vậy. Nhiều người cho rằng đội bóng này đã bị hớ, nhưng mà lãnh đạo của Manchester United và đặc biệt là huấn luyện viên Erik ten Hag đều khẳng định rằng họ đang mua một cầu thủ có tiềm năng, một cầu thủ cần thời gian để phát triển, nhưng cuối cùng thì đã có thể trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Bất chấp những lời biện minh đó, Ten Hag và hệ thống phân cấp của United chắc hẳn đã có những khoảnh khắc lo lắng vì chuỗi trận hạn hán bàn thắng của Højlund tại Premier League kéo dài hơn dự kiến, mặc dù anh đã ghi 5 bàn ở Champions League. Màn trình diễn tệ hại của Højlund trong chiến thắng 2-0 của United tại FA Cup trước Wigan vào tuần trước đã nhấn mạnh những lo ngại đó. Lẽ ra ở trận đấu ấy thì Højlund có thể ghi được cú hat-trick, nhưng cuối cùng thì những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của anh. Nhưng Højlund thì chẳng hề nản chí, anh tiếp tục cho thấy sự tiến bộ không ngừng trong những tuần gần đây. Chân sút người Đan Mạch vẫn không ngừng cố gắng và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, và cuối cùng thì mọi việc đã được đền đáp. Phát biểu sau trận đấu với gà trống, Højlund không ngần ngại đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào anh sau khi chật vật nổ súng ở Premier League. Anh nói với Sky Sports: "Có rất nhiều sự chú ý về việc tôi không ghi bàn ở Premier League, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình. Mất thời gian nhưng không phải là tôi không ghi được bàn thắng. Các đồng đội giúp đỡ tôi hàng ngày và ghi bàn là bản năng của tôi." Ngoài ra cũng có thể thấy thêm, Højlund cũng đã bắt đầu tạo dựng được mối liên kết với những đồng đội xung quanh. Một trong những nguyên nhân khiến chân sút trẻ này thịt ngòi dài ngày hồi đầu mùa đến từ việc anh không nhận được sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh. Có nhiều thời điểm mà Højlund gần như chạy xe không cả trận. Anh không tạo được sự liên kết cũng như không nhận được nhiều đường truyền từ các mắt xích chơi bên cạnh. Nhưng thời điểm này thì đã khác khi tiền đạo người Đan Mạch đã tìm thấy sự ăn ý với các đồng đội. Hay nói cách khác thì Højlund đã bắt đầu làm quen và hòa nhập được vào hệ thống thi đấu của Quỷ Đỏ. Tất nhiên là vẫn có nhiều tình huống mà các đồng đội của Højlund thi đấu quá cá nhân thay vì phối hợp với anh. Nếu những tình huống đó các cầu thủ của Quỷ Đỏ chuyền bóng cho tiền đạo này thì nhiều khả năng là Højlund đã có thêm những bàn thắng. Nhưng mọi thứ thì vẫn còn có thể cải thiện trong thời gian tới, và khi đó thì hứa hẹn Rasmus Højlund sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Ở những trận đấu tới, Manchester United sẽ đối đầu với Newport County tại FA Cup, ngay sau đó là những cuộc chạm trán với Wolves, Aston Villa, West Ham và Luton Town tại ngoại hạng Anh. Nhìn chung thì những đối thủ này đều vừa miếng với Quỷ Đỏ, và đây là những thời cơ không thể tốt hơn để Rasmus Højlund có thể tìm kiếm thêm những bàn thắng tại ngoại hạng Anh. Nhiều người vẫn hay nói, mọi thứ cần phải có quá trình và phải kiên nhẫn thì mới gặt hái được thành quả. Và có lẽ với Manchester United giờ đây, việc tin tưởng Rasmus Højlund cuối cùng cũng bắt đầu nhận được quả ngọt khi anh chàng càng chơi càng hay. Còn các bạn đánh giá như thế nào về chân sút người Đan Mạch với những gì mà anh ấy đã thể hiện? Hãy để lại comment và cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.